Đã đậu biết anh nhấp vô miếng này cho em xin cái ý kiến trà đậu hạt đậu biếc bông hồng hoa đậu biếc cho nó như thế nào. Ở tại quán Nguyên Mộc thì chủ quán có tặng cho một bình trà màu tím gọi là hoa đậu biếc. Anh thấy cái hương vị nó cái này là nó có hoa tươi anh, hoa tươi không mà nó có cái nước nó có đi đường không à, kha mật ong yeah. Hoa tươi và mật ong nó có hơi vị ngọt của mật ong chứ không nó không có vị à. Nó cái màu thì đẹp rồi đó, yeah. Vị thì ngọt mật ong ngọt mật ong ngọt vừa thơm và nói chung là cũng thanh thơm dịu. Ok dạ. Thì chủ quán tặng cho mấy anh em một bình để dùng vui với quán vậy mà. Anh làm gì mà anh coi đắm đuối anh? Coi như là coi cái đội bóng đá 7 người của chi nhánh 720 Đồng Tháp ra Đà Nẵng đá trong chung kết đam mê bóng đá năm 2019. Ok, anh đam mê bóng đá. Cũng gửi tới đội bóng nhiều điều may mắn với tiên trà. Cái đội ta đội người ta là đội bóng đá anh ơi, chứ anh đừng kêu đội bóng không đó, người ta hiểu lầm. Bóng đá. Chứ anh nói cái đội bóng không người ta không chịu, nhiều khi đội bóng hết á. Nguyên cái đội bóng hết rồi, bậy lắm. Ok anh. Qua tới anh Tư. Anh Tư dùng thử miếng trà anh Tư thấy sao anh Tư? Ngon chất lượng á, do lạ. Em cũng thấy lạ, chủ quán thấy mấy anh em cũng nhiệt tình ra đó tặng cho một bình trà cho vui. Khi khách lại mà yêu cầu thì quán cũng vẫn tặng cho anh em món Nguyên Mộc. Tất cả đồ đây là làm bằng mộc nên là kêu là Nguyên Mộc. Anh Chánh. Chào anh. Anh làm miếng nước trà đi. Trà màu xanh. Trà màu tím trời ơi. Màu tím. Xanh tím. Nào giờ lần đầu tiên là uống trà màu tím rồi nha. Ngon tuyệt vời, quán cà phê của mà ba con của anh nó chảnh đâu có trà này đúng không? Anh xin một mớ hộp đi về cái anh trồng anh làm cái vị trà. Mình xin hộp về trồng cái mình bậy đó uống không mất món gì sao. Okay. Đó, mấy chị anh chị em nào có đến quán Nguyên Mộc thì yêu cầu chủ quán ta cho một bình trà là qua đậu biếc rồi. Ok, sẽ như thế này và thưởng thức nhé. Rồi xin chào đậu biếc. Không, một cái hoa này lần nào em cũng nghe là mình trồng hết để cho nó leo lấy mình nấu nước. Hoa ở đây hay là hoa nhập hả chị? Ở đây. Em ở đây luôn, em cũng ở đây. Dạ. Cho em quay lại nó cái hoa. Ồ, có bông màu tím như này. Tím ra nước uống rất là đẹp. Ồ, đẹp chưa? Rồi. Ồ, quá đẹp. Cái màu nó đậm đi. Nó có cái đặc biệt này, khi mà anh uống á, anh nặng 100% nó sẽ chuyển màu khác nữa. Ồ, vậy hả? Rất là tốt, sức khỏe nhất là về mắt. Buổi sáng uống là uống chuyển màu khác. Dạ. Rồi, em đi lên xem. Khu viên rộng ghê. Quá, quá tuyệt vời luôn. Ở đây cái đặc biệt là nhân viên không có nữ nha. Vậy hả? Vì nữ đi không nổi cái lòng đường. Nó nhiều quá mà. Em đi có đặc biệt em đi nổi. Nãy giờ em đi không em thấy còn mệt. Có một ngày rồi. Không, quay trên đâu mà. Quay lựa mà em đẹp. Mấy anh đứng cho em xin hai tấm hình coi anh, hai anh. Quán cà phê Hà Lan Nguyên Mộc, tức là tất cả các đồ trong ghế và bản hiệu đồ mộc đồ cổ rất là ok.
không nha. Sáng dẫn mấy anh đi cà phê nguyên mộc đó, dẫn cho em hả? Rồi dẫn dẫn cho em quay chơi vui. Đó. À, bác bảo vệ. À, anh em uống cà phê ở Sa Đéc, ở cà phê ở đâu? Cà phê nguyên mộc. Toàn bộ là tạm làm bằng gỗ. Bản hiệu bằng gỗ. Ngang dạ. Xe bãi để xe có quả hoành tráng không, toàn bộ là mình gỗ hết nha. À, anh đang dẫn hai anh ra phía sau vườn luôn, tất cả là bằng gỗ hết. À, anh Bảy với anh Chánh đi đâu á? À, đi qua Hà Lan uống cà phê. À, quán cà phê làm toàn bằng gỗ không anh ha? Ồ, chỉ dần không đẹp không? Về Sa Đéc ở đâu? Đấy, nguyên gỗ, nguyên mộc. Oh, đây là đây, quá đẹp luôn. Đây có cái cầu, đây khu vui chơi của sân vườn. Ủa đang làm mà? Phan đi ra đi rồi đi vô. Nó quay vòng chơi coi. Nó rộng dữ ta. Đó, từ từ đừng có gấp. Đó, đây là khuôn viên phía sau sân vườn của quán. Ủa, quá đã ha. Đó, có sông, có suối, có nước luôn. Đó. Cá gì. Đó, đẹp quá. Rửa tay hay gì mà đứng anh dòm hoài anh. Đó, cà phê nguyên mộc phía sau này thì ha, tùm tùm trời rồi. Đấy là ông thấy luôn. Quá trời động luôn rồi. Cà phê ở đâu? Cà phê ở đây nè. Có cá cho mấy em dọc tập luôn. Đây là khuôn viên. Dạ. Khuôn viên vườn phía sau cho mấy em thiếu nhi. Rộng quá rộng luôn. Mới vào lần đầu luôn nha. Họ toàn bộ làm bằng gỗ. Wow. Làm bằng gỗ không? Đó. Thiết kế những cái thiết kế còn làm bằng gỗ. À đó đó hả? Yeah. Đây cái phòng pha chế cà phê luôn ở phía sau. À máy móc rồi trong đây hết nha. Đây những cái chạm chỗ bằng gỗ này thiết kế quá là tuyệt vời luôn nha. Nhìn vô rất là đẹp. Có cái trần là bằng gỗ. Wow. Đây là cái khuôn viên phía sau đó cho mấy em trò chơi cho mấy em nhỏ. Đó bàn ghế gỗ, thiết kế máy này rất là trần, rất là tinh tế, rất là kỹ thuật. Đó. Giờ nó cũng bắt mắt mà kỳ công lắm nha. Một cái ống cắt kìa. Cắt làm những cái trang trí kìa. À, thì khu viên phía sau này thì có bàn gỗ nè. Đây có những cái ô trò chơi cho mấy bé. Thì một nơi cà phê rất là lý tưởng của thành phố Sa Đéc luôn.
hấp dẫn. Rồi cho cô hướng dẫn rất là tuyệt vời luôn, rất là nhiệt tình luôn. Rồi ok. À, hoa đậu bếp hả? Là cái hoa bông tím tím này hả chị? Wow. Dạ ok, em để xong em lên trên lầu em quay thì. Oh, vời luôn. Đó, hương viên phía sau nha. Ok.